sen đúng không? À quên thì hao. Trường hợp này hoàn cảnh khó khăn nhất. Bữa giờ con đi được không vậy? Tụi con chở giùm tới. Đây, con đâu rồi? Nhà đi xuống đây chút coi. Trên đây thì nó bị bốn ngón tay bị tờ cái nó ấy bị ghê. Vô con vô phòng nhà chú ghê không cho một đồng nào hết. Giờ á, bạn con ở bên nước ngoài á, nó gửi gì à, nó cũng như là nó phụ những cái bà con nào mà thật sự khó khăn là tụi con sẽ cấp hàng tháng thì cứ hàng tháng cứ ngày này là tụi con cũng đem hết điều. Cảm ơn con. Dạ, cứ hàng tháng đây con gửi cô 100 uống thuốc. Cảm ơn con. Rồi con gửi cô ăn cho đỡ khổ thôi chứ cũng nếu có vậy có cô ăn. Dạ. Giờ sống mình giờ trong bên cô sống ở mình này hả? Mình bên này gãy mà giờ thằng con nó giờ đưa đi Sài Gòn kia nó đưa dân đầu. Dạ. Cho bây giờ bốn ngón tay mà bị dày bị tháo cái mà nhức cơ lắm. Nhức khắc biết mà con có tiền cô biếu ra tạm xin thuốc. Ủa giờ thuốc rồi vui đi đâu. Ủa cô ăn nào dày. Mẹ con ở bên nước ngoài á. Thì nó gửi về nó cứ hàng tháng thì nó tài trợ. Thì cứ được 10 hộ, một suất được 10 kg gì nè. Cái chân đây là cô cũng gãy, mà cái tay giờ nó gãy nó méo xẹo đầu. Nhưng mà đây thì gãy một khúc đây rồi, tay gãy đây. Gãy đây con à, mà cô không có tiền nó xin đồ con mãi. Cô phải đem thớ cái nhà mấy chục triệu mà. Lại vì bảo hiểm nó hết rồi ấy. Là tới từ giờ đây là 50. Sao cô không mua lại bảo hiểm mới? Mua là lúc dịch bệnh. Ông bữa dịch đã là nó vừa hết, ở đây nó vừa hết 7 ngàn. Hết 7 ngàn 4 ngàn. Vừa hết phải ngang luôn là cô ngỏ cô quê cái gạo nó cô ăn bạn con nó tài trợ ở bên nước ngoài á rồi cứ hàng tháng cứ ngày này nè con cứ đem đem ra cho cô 10 ký để cô ăn chừng nào bạn con kêu mưng thì con mưng sống mình rồi hả. Cảm ơn nha cô. Dạ dạ có gì nào về lỏng mè đó giờ tao nấu cái đỡ chanh mấy cà con ở tôi bông đi à. Dạ mẹ con nó gọi gì à nó nhờ con à đi trợ giúp giùm cho bà con là hàng tháng mỗi tháng là 10 ký gạo à dạ vừa chừng nào thì nó kêu dừng thì con dừng. Dạ, mẹ con có tài trợ gì ạ? Dạ, cứ hàng tháng, cứ ngày hàng tháng là sơ dịch ngày 2 ngày gì, sợ nhiều khi mưa gió á. Con đem con đem gà ra quạt ra ngoài ăn. Dạ, con ở tôi bông. Dạ, không sao. Dạ, con đi nha, quạt mạnh giỏi nha. Tôi chưa. Ê. Nó gọi ạ. Bước mạnh lên. Chừng nó cứ ngắt mà thuốc tự yến không xem hơn tiền thì có thôi chở cô đi mà đi yến lắm vừa phải làm cái sàn ngang gì đó để dịn đi à bộ sàn này đi đi đó không biết đường thiết kế rồi đi rồi không biết thiết kế chứ không biết thiết kế cho mẹ wow trời ơi 10 ký gạo là cái hàng tháng em bắt cho chị 10 ký là bạn của em nó tài trợ á bên nước ngoài ra nó gửi gì à thì nó nhờ em phát giùm cho bà con những người bị neo đơn rồi à, bệnh tật á thì em phát chị 10 ký cái hàng tháng là em rảnh ngày nào là em ra em phát chị ngày đó là chừng nào nó kêu dừng thì em dừng thì hỗ trợ cho chị được ngày nào tháng nào hay tháng đó dạ cứ tháng 10 ký dạ ráng ăn vô mạnh giỏi để tập thể dục cái chân nó mạnh lên có đi đâu thì đi xe máy chở mẹ à, cái này nó bị cái chân chị nó liệt luôn vậy không bây giờ trước hồi nhỏ mấy mẹ hai tuổi cho thuốc á hồi trước chị mà cái lời kim đó là bị sao đó thì còn lần tới con đi giờ nó bẹo luôn gì thôi chứ như cái chân chị giờ rồi vô gì nó có cảm giác không 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 có cảm giác luôn ăn chưa à, mà đây đại ốm hả không đây em có cho anh 10 ký gạo nè bạn em nó tài trợ á là hàng tháng em cấp cho anh
cứ hàng tháng này em cấp cho anh 10 kg, chừng nào nó thương hơn thì em ngưng, cứ hàng tháng là cứ em rảnh thì nào em đem cấp anh gì đó. Dạ, bên nước ngoài. Vậy thì anh cố gắng ăn uống rồi cho khỏe nha. Dạ. Chứ bà ngoại trên kia là em không có cơ hội ra cấp rồi đó. Thôi em đi nha, bữa sau em đi. Cảm ơn mấy chị em. Hôm nay nha, em đem gạo cho anh. Em hôm đợt trước em có cho anh ăn. Đem đưa cho anh 10 kg, là có anh ăn hàng tháng em sẽ phát cho anh nha. Dạ, có hàng tháng em phát cho anh 10 kg. Không cũng nhất định là ngày nào nữa. Nhiều khi thời tiết rồi em đi không được, những cái nắng ráo là em ra cấp cho anh. Bạn em nó ở bên ngoài nó tài trợ gì á, nó nhờ em đi cấp giùm cho bà con. Thôi anh ráng cố gắng ăn uống thuốc rồi đó nha. Giờ đến hôm có đi mổ đợi trước vô Sài Gòn nó biểu đi mổ từ năm 2017 đầu năm 2017 tới giờ luôn. Sưng miếng cũng sưng miếng đâu. Dạ, nó sưng miếng. Nó bị đây cái nó bóp cổ mới à, nó bó vô bụng này nè, xuống được, nó đi mổ, giờ thần kinh nó bị chèn, giờ rồi bán nhà đi mổ thôi, bán con chút ở gì mà bán đi mổ khi làm đâu chỗ đâu ở, quấn bài quấn một cây canh bạc đây phải như chín nhiều bù bây giờ, để khi mổ rồi nó không có đủ sức khỏe để mình làm sắp lại nhà đâu, giờ chờ tới năm nay chờ chừng nào cổ. Cái hai chồng về bệnh luôn hả cô? Dạ, con nó gửi cho cô 10 kg gạo nè. Cho cô chú ăn rồi hàng tháng con đem đây cho cô. Cứ tháng con cấp cho cô 10 kg. Dạ. Hai con gửi con 100. Con cảm ơn cô. 10 tuổi con. Cái bà chị ở bên đây mới đi đâu không có nhà không biết. Thì mang ngoan kêu không điện gì đâu. Đó, con gọi cho cô ấy, cố gắng ăn nha cô. Uống thuốc rồi vô cho nó khỏe. Rồi hàng tháng con đem đi cho cô. Chắc là cô lên đi nhận cơm dừa rồi chắc. Thôi để xuống. Anh nhìn vào mặt chúng ta đây. Ngồi được mày. Dạ, ngon cũng được. Cô đi đâu rồi hả chú? Nói. Đây, cái hoàng què đây là của chú, là hàng tháng là con cấp cho cô chú ăn nha. Dạ, cứ hàng tháng là con đem ra cho cô chú.
bạn của con nó bạn con ở bên nước ngoài nó gửi về, nó nhờ con đi phát trình cho bà con, thì có gì hàng tháng con đem cho cô chú ăn. Đây con gửi thêm chú ăn nước. Cái này được, tháng kia mưa gió nữa, đặt nữa. Tháng mưa gió ở ngoài đây nhập. Chạy xuống đây này thấp hơn nè. Con nó dột. Cái khúc đất này là của cô chú hay là của ai? Của người ta luôn. Của trả lại. Mình sẽ không xin ủy ban họ. Chú đi mua bánh ăn nha. Dạ không có gì đâu, đừng có khóc, không sao hết. Bình tĩnh, đừng khóc. Vui lên đi. Rồi có gì tháng sau con tụi con đây nữa. Dạ. Yeah.